Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, sau 2 ngày tăng cường xuống nước ta, hôm nay không khí lạnh đã bước vào giai đoạn suy yếu. Tuy nhiên, trường gió đông nam liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền. Vì thế, trong đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung chính ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Sang đến trưa chiều mai, mây giảm dần, Bắc Bộ chuyển nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Đới gió đông nam ẩm cũng mang đến trạng thái nhiều mây và có mưa rải rác cho các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến khu vực Thừa Thiên Huế trong đêm nay và sáng ngày mai. Sau đó thì cũng như các tỉnh miền Bắc, khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân cũng có nắng về chiều và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận sang đến ngày mai ở đây dứt hẳn mưa, trời chuyển tạnh ráo và có nắng. Vì thế nhiệt độ trong ngày ở đây sẽ tăng trở lại lên ngưỡng 31 đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ chịu tác động đơn thuần của gió mùa Tây Nam. Vì thế tình trạng mưa dông trên cả hai khu vực chủ yếu chỉ còn xảy ra vào chiều và tối. Mưa giảm nên nền nhiệt trong ngày mai sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Thưa bà con, mùa mưa là thời điểm cây cà phê phát triển mạnh, xanh tốt. Song đây cũng là lúc cây rất dễ xảy ra tình trạng rụng quả non sinh lý hoặc là do sâu bệnh hại. Ở giai đoạn cả quả cà phê bắt đầu hình thành nhân và tăng mạnh về thể tích, chùm quả bị chèn ép khiến những quả nhỏ thiếu dinh dưỡng bị thải loại. Một nguyên nhân khác khiến cà phê rụng quả là do người dân bón phân không cân đối, bón nhiều đạm, thiếu chung và vi lượng, hoặc do thời tiết mưa kéo dài làm cho cây không hút được dinh dưỡng. Ngoài ra, hiện tượng rụng quả còn do sâu bệnh gây ra ở các vườn mà quá trình vệ sinh, cắt cành, tạo tán không được thông thoáng, thiếu ánh sáng, độ ẩm cục bộ cao tạo điều kiện cho nấm thán thư gây hại, hoặc vườn bị dẹp sáp, dẹp vẩy gây hại nặng, vườn bị mọt đục quả. Đối với những vườn rụng quả do thiếu dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng, bà con cần căn cứ vào định mức phân bón cho cây cà phê làm cơ sở để vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bón phân kịp thời đầy đủ, cân đối hàm lượng NPK, không nên bón quá nhiều đạm, bổ sung thêm các loại phân chung, vi lượng để cây phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh, hạn chế rụng quả. Đối với những vườn rụng quả do nấm, bà con cần xử lý sớm bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Trong chăm sóc cà phê mùa mưa, bà con chú ý trong tỉa cây che bóng kịp thời để cà phê không bị cạnh tranh ánh sáng. Bên cạnh đó, chồi vượt phát triển nhanh trong mùa mưa, do vậy trung bình một tháng bà con nên đánh chồi vượt một lần. Khi đánh chồi vượt, bà con chú ý là vặt các cành tăm mọc quá nhiều ở cùng một vị trí đốt cành. Chú ý là vặt các cành thứ cấp mọc dày trên đỉnh tán, tạo điều kiện để ánh sáng lọt vào bộ tán cà phê. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày giảm mưa trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác tập trung vào đêm và sáng tại các tỉnh phía Bắc, trưa chiều mưa giảm, trời có nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía nam khu vực, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.